Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì cũng lâu rồi tôi mới làm lại cái clip, vì giờ này cũng hơi bận nên cũng mới có thời gian để mà làm lại các clip về Arduino. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn một cái module, đó là module Wi-Fi WiMod D1. Thì ở đây, như ta đã biết, hiện nay Internet Wi-Fi đã được phổ biến khá là rộng rãi ở Việt Nam. Hầu như là rất là nhiều tỉnh thành, nhiều vùng quê cũng đã có. Và vì vậy, những ứng dụng về IoT, Internet of Things, những cái ứng dụng Wi-Fi để mà điều khiển thiết bị rất là cũng đang là một cái thịnh hành hiện nay. Đây là một cái thiết bị chuyên dùng để điều khiển Wi-Fi. Nó có tên là module Wi-Fi WiMod D1. Trước hết, mình sẽ thể hiện cái khả năng của nó trước, rồi chúng ta sẽ nói tiếp về những cái vấn đề cao hơn. Ở đây mình sử dụng cái chương trình Blink để mình điều khiển một cái bóng đèn LED, điều khiển qua điện thoại bằng sóng Wi-Fi. Bây giờ tôi điều khiển nó, tôi mở nó lên và tôi tắt nó đi. Các bạn thấy đó. Và hiện nay thì tôi đang điều khiển bằng Wi-Fi ở trong nhà. Tôi có thể điều khiển được bằng cách là sử dụng cái mạng 3G. 3G ở đây. Chúng ta sẽ đây, tôi tắt Wi-Fi ở nhà. Tôi sử dụng 3G. Và bạn sẽ thấy đây, tôi sẽ bật lên. Các bạn đợi một chút xíu, nó vẫn chưa kết nối được. Ok, đó, nó đã kết nối được với mạng 3G rồi. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể điều khiển bất cứ nơi đâu, miễn là có cái mạng Internet là chúng ta có thể điều khiển được. Và chúng ta điều khiển nó bằng cách sử dụng cái phần mềm Blink, một cái app Blink là một cái đơn vị trung gian cung cấp miễn phí cho các bạn. Blink nó cung cấp miễn phí cho các bạn, nhưng mà nếu các bạn muốn nhiều tính năng hơn, muốn mạnh mẽ hơn thì nó vẫn có cái phiên bản thương mại. Các bạn có thể mua nó với một giá cũng rất là rẻ, khoảng chừng 180 với 2 đến 200 ngàn thôi. Nếu mà chúng ta muốn ứng dụng cho những cái nhà thông minh, chúng ta chế những cái nhà thông minh nhỏ nhỏ ứng dụng cho nhu cầu dân dụng và cần một cái bơ một cái phần mềm để điều khiển nó, mà ta đơn giản hóa đi, ta không cần phải tốn công nhiều, ta không cần phải làm một cái server riêng, ta không cần phải đầu tư chống hacker vân vân, thì chúng ta đã có thể sử dụng cái app Blink. Đây là app Blink đây. Như vậy chúng ta sẽ đỡ đi được nhiều về vấn đề mà tốn tiền đầu tư ban đầu. Chúng ta có thể tắt mở từ xa. Ok. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái module này. Module này nó được thiết kế như một cái board Arduino Uno R3. Đó, về phần cứng nó thiết kế gần giống như vậy. Trung tâm của nó là một con chip ESP8266V12. Đây là con chip trung tâm của nó. Nó được thiết kế hết rồi các bạn. Ở đây nó có một cái cổng micro USB. Thì các bạn có thể sử dụng những cái cáp sạc điện thoại á, những cái thật ra cái này là tôi lấy từ cái cáp sạc điện thoại cho thằng này đây, cáp sạc điện thoại. Những cái cổng lấy dữ liệu từ điện thoại chúng ta có thể sử dụng để mà nạp truyền dữ liệu cho nó. Bên này là cái jack để ta cấp nguồn ngoài, thì nguồn ngoài của nó là từ 6 đến 9V, và ở đây nó tạo ra những cái nguồn ra 3.3V, 5V để mà chúng ta cung cấp cho các cái thiết bị của chúng ta, như là những cái loại cảm biến vân vân. Nó vẫn tương tự như một board Arduino Uno R3. Còn ở điểm đây các bạn thấy đó, những cái chân này nó cũng rất là tương tương tự như vậy. Tổng cộng nó có tất cả là 10 chân, tất cả là 11 chân ra, mà 11 chân ra và một chân vào analog. Thì chân vào analog này là 3.2V. Thì ở đây nó có một cái con chip nạp
nó là con dùng con CH340 để mà chúng ta có thể nạp cho nó. Nói chung thì nó cũng rất là tiện dụng cho các bạn. Về phần cài đặt và thiết lập trên Blink như thế nào á, thì mình sẽ nói ở những cái clip kế tiếp. Trong clip này thì mình chỉ nói là vấn đề giới thiệu phần cứng với nó thôi, bởi vì khi đó tôi sẽ quay màn hình sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip này, và xin hẹn gặp lại ở những clip kế tiếp.